mà đã đến giờ mà đến lúc mà ấy phải không có một tí vớ vẩn nào trên người. Nhiều khi trên người có những nốt ruồi son, nốt ruồi thì lại đéo nói, nốt ruồi thì lại không nói làm gì. Là cái tán này, tán nào? Bông nhỏ đúng không? Cái cây này nó lại nổi gai ở trên ấy chứ nó không nổi gai ở trên mấy. Nổi ở đây. Cái cục này mới gớm nhỉ? Cục bi. À, lưu ngọc là phát ngược. Đó. Cái bông này chứ lại không phát ra chân. Thấm nó chùn quá rồi. Cái này của anh Chiến. Ừ. Sáng nay cắt muộn thế. Thôi mình kệ buổi trưa tranh thủ không có ai mình dám cắt. Ê mà lại đông người. Cắt đây đông người xem. À hôm nay đông người xem. Mình đã giấu rồi là chờ đến lúc buổi trưa không có ai để làm. Hóa ra thế cuối cùng là nổi tiếng tận đó. Người vẫn cứ có người làm chứng tỏ anh em như cây kinh điển. Xem nghệ chiến Nhận Chiến đang chỉnh sửa cho tác phẩm mini. Mặc dù ra sân chơi rồi nhưng vội quá, hôm nay mới được cắt chỉnh sửa lại. Hôm qua quay thấy tùm rồi nhưng hôm nay các bạn nhìn thấy khác hẳn rồi. Lên rất nhiều tiền. Nhưng mà nhờ qua cái bàn tay nghệ nhân của khác lại vừa nhìn tùm chả ra nào. Sau có mấy phút cắt cây cái mà nó đã khô ra cái thân tháp đẹp ngay rồi. Cái này là phải vít xuống, cái này cần thiết là mình lấy lên. Thì từ đầu nó mới cân mà nó đuổi nhau. Đây là đang bị lệch lại một chút. Cái này đúng ra ấy, xong chồng nó lên đây này. Nếu mà mình ở cắt nhà, luôn bỏ anh cho thoáng. Cái này mình đẩy lên này, không hoặc là mình gò nó vào đây này. Nhưng mà thôi bây giờ nó thì thừa, chú ấy đang thừa cắt luôn bỏ. Không sao, không thừa. Hả? Không thừa. Thế đó. Tại vì chú nó đang dày. Ừ. Chỗ này là chỉ cần đẩy nó lên này thôi sao. Em hiểu. Anh lấy dây móc luôn. Lấy cái dây móc nhưng mà anh cứ kệ được. Không thích chơi một tí dây nào. Chơi phải sạch sẽ. Cây không có dây. Cây này là dây. Dây. Cây mà cái dây là triển lãm này là nhìn mất điểm lắm. Anh là bên truyền thông là tên là gì nhỉ? Em là kênh Bọt Xe Đinh Vượng. À Đinh Vượng vâng. Mình cũng có xem nhiều nhưng mà lần đầu tiên là gặp. À dạ vâng. Đinh Vượng. Anh em cứ biết em ở trên YouTube cứ xem trên đấy được rồi. Còn chúng em là những cái người truyền thông phía sau hậu trường, lúc nào đứng sau sân khấu, sau máy quay. Đinh Vượng. Già ghê thật đấy. Mấy nhà truyền thông. Toàn những anh em yêu và đam mê cây thì đi làm truyền thông luôn. Kia là tên là gì? Ai? À, bon. À kia thọ. Không đây cơ mà, đây cơ mà. Không phải bên truyền thông à? À anh ấy là ban tổ chức. À đấy ạ. Anh ấy chức vụ to lắm. Anh Yên. Anh Yên ban tổ chức. Đấy, hôm nay anh Chiến cắt tỉa cái tác phẩm này cái em quay lên cái nổi tiếng luôn đấy. Từ mai các anh em khắp nhà vườn đi gọi suốt ngày. Đôi khi phải đi trốn đấy anh ạ. Không có tôi lôi đi làm suốt ngày. Đấy, nghệ nhân Chiến vừa chỉnh sửa cho tác phẩm. Nhỏ mà tiền tỏi. Chuẩn luôn. Sao bác chủ cây này tên là Mai mà bác giỏi. Bây giờ mẹ cứ cho một cái dây vào mà nhìn. Này chơi là mịn tít phải không? Sạch sẽ. Nó phản cảm. Hàng gọi là hàng mịn tít. Chăm sóc cho những cái tác phẩm yêu quý đi chơi. Đúng là những cái đứa con cưng của mình thật. Không có một tí dây nào vào.
Những anh em yêu cây thực sự quan tâm đến cây như những đứa con cưng. Mai bác xem cái video này bảo mẹ cái thằng Mai điên nó quét cây cho mình. Đó, anh em phục vụ như thế này bảo Mai phải mở bữa tiệc. Bảo bác Mai to có chú Mai con chú mẹ lau chùi cây cho bác. Phải có bữa tiệc mời đón anh em đến uống rượu thì mới có được cái tác phẩm đẹp như thế này. Người vênh xuống tí nữa. Anh cứ sửa đi. Bây giờ nói thiệt không? Bây giờ đang dây xong rồi mình cắt tiếp về một bên. Mai về nhà đúng không? Mai về nhà xử lý. Bên tiếp bên trống là nó này chút răm này. Chơi bộ gọng này. Bình khúc khuỵch nhỉ? Khiếp thật. Đâu Lưu Ngọc nó đang nhả ở phía trên này. À đây Lưu Ngọc nó đang nhả ở trên góc thế này này. Đây. Đấy, Lưu Ngọc nhả tận trên ngọn. Sao chữ tư dưng trên đấy nó lại xù ghê thế nhỉ? Nhả ngọc. Đúng rồi, đang lu nhỉ, toàn những cái. Bởi vì là đây nó cái bộ toàn bộ cái bộ lá này. À, nó trên nó xù tợn nhỉ? Xù lợn. Nó đang còn đẩy từ thân đẩy ra. Nu à. Nó đồng nó xù. Cái này bắt đầu đang biến mạnh đúng không? Ừ. Đang biến hóa kinh điển. Sau này vài cây nó vừa đến một cây nó khó. Anh em. Vấn đề là cái này hôm đem bên Bắc Linh nhỉ, để ở trên cái chỗ sân khấu. Rồi, nhìn cái gầm nó phê quá, cái này phải để cái vị trí nó cao, để lên cao một tí thì nó ngắm cái gầm nó mới đẹp anh ạ. Kiếm cái đồn cao vào, mọi người phải ngước mắt nhìn. Đúng rồi. Tuy cây nó nhỏ thế nhưng các mọi người phải bình thường là có đôn của nó đấy. Ngắm nhìn là phải ngước nhìn để cái cây này thì mới đẹp. Nó khoe được hết cái đẹp ở phía dưới. Bình thường là có đôn của nó đấy. Nhưng mà anh ấy không mang sang. Đây là cây của bác Mai triển lãm tại sân vận động Phúc Thọ. Phúc Thọ có, Bắc Linh có. Mặc dù cụ không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn cụ. Đó, phê quá. Cứ phải ngồi xuống mà ngắm cụ. Ngắm ngược lên về phê. Cầm này này. Thấy rồi. Đúng rồi, cầm này phải có đôn cao. View bên này quá đẹp, cây nó lao xuống nó chạy chằn ghê thật. Đây quay trên quay xuống toàn bộ cái chân cây này. Nhan thạch hết này. Chảy như nham thạch, như là cái dòng thác chảy nham thạch từ trên núi xuống nhỉ. Ghê à. Bết nó như ôm hết chậu rồi nhỉ, tràn chậu, gồng hết cả già rồi. Thế mà cái chậu không vỡ nhỉ? Bình thường nó gồng khỏe, vỡ chậu đấy, đây nó gồng ngược lên đúng không? Những cái chậu này là chậu đùng nó rất dày. Dày khỏe đấy, chứ bình thường những cái chậu khác là nứt hết đấy. Đây hôm nay nó đẩy nó gồng ngược lên. Rồi anh Chín đứng vào chụp mấy tác phẩm kiểu ảnh nào. Nào, đứng bên cạnh này. Rồi. Đấy, chủ nhân vừa mới cắt tỉa xong, đứng sát vào cho nó ấm cúng coi, đứng sát người vào. Nào, 1, 2, 3 nào. Rồi, ok anh. Hai anh em, nào. Rồi, chuẩn bị. Anh Chín đứng sát vào tí, hai người đứng gọn vào thế. Thế. Rồi, 1, 2, 3 nào. Rồi, ok, hai anh. Rồi, bọn Sai Đi Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.